Rồi, vô bên đây. Anh hai à, hình như là anh cũng có tâm sự gì đó buồn phải không? Kể cho anh nghe đi. Anh có buồn gì đâu. Hồi nãy em nói em cần tâm sự cho anh, vì là em có nó buồn thì em tâm sự đó. Anh cũng có chuyện gì buồn mà. Hồi nãy anh nói anh uống với em một chai, mà bây giờ là mấy chai rồi. Có chuyện gì nói em nghe đi anh hai. Nói em nghe đi. Buồn thiệt. Anh không hiểu tại sao mọi người phải bắt anh làm những cái chuyện mà anh không hề thích. Mọi người còn nói là ngày xưa anh giỏi, nhưng mà anh không thể làm được. Mỗi lần làm theo ý mọi người, nhớ lại chuyện ngày xưa là tự nhiên anh nhức đầu. Ai làm cho anh chiếc đầu cho anh? Thì ba. Ba? Với vợ. Ba tối ngày cứ bắt anh đi thẩm định đồ cổ, rồi bắt đi với ba qua nhà mấy ông bạn già, rồi coi giùm mấy cái món đồ cổ nào là chén, dĩa, đồng hồ, xe nó chùm lum, nhức đầu chết luôn. Còn vợ thì bắt anh phải thân mật, sống phải có tình cảm, phải trở lại thời trước coi như là vợ chồng thân mật. Anh cảm thấy nó sao sao đâu á. Vậy là em hiểu rồi. Cảm ơn em đã hiểu anh. Mà nói thiệt nha, không ai giúp được anh hết. Sao vậy? Bắt anh phải căng não nhớ lại những chuyện ngày xưa. Anh không cần phải căng não nhớ lại cái chuyện gì hết. Hả? Ý em đó là anh không cần phải nhớ lại cuộc sống ngày xưa để sống hòa nhập với mọi người. Chính xác. Sao vậy? Trong mắt em bây giờ anh là một con người rất là hoàn hảo, rất là dễ thương. Ba chị hai ông thấy chứ. Em thấy à? Em thấy. Anh không cần phải thay đổi gì hết á. Anh cứ sống như vậy thì sống đúng bản chất của anh. Đúng bản chất của anh. Bây giờ anh đang nhận lại gia đình rồi. Anh có tiền đúng đỉnh rồi. Đó. Anh sống anh muốn làm cái gì anh làm. Sống cuộc sống thiết là tự do. Thích gì làm đó. Vậy mới là cuộc sống hạnh phúc. Em nói đúng, em nói không lý. Đúng rồi, bây giờ mình có tiền đó. Tại sao mình không biết hưởng thụ để bù đắp lại những ngày anh sống trên rừng, trên núi đó, đúng không? Mà nhưng mà anh nè. Sao? Nếu em làm như vậy, trong mắt ba em đang giảm cứu anh đó. Nên anh yên tâm, anh không có nói với ba đâu. Chỉ là như anh với em biết thôi. Chúc. Chúc. À. Bây giờ em là quân sư của anh à, có gì anh sẽ hỏi ý kiến em để em cố vấn dành. Biến tâm, biến tâm. Nhớ đó, không sai không về. Thấy không? Khi mà không ai giết anh, không anh ai ngò bó anh, tự nhiên anh thông minh sáng dạ lên liền. Đúng, sống thật như bản chất mình, thoải mái lắm em. Vô. Dạ. À. Ừ. À, mẹ về. Mẹ về. Mẹ về. Má bảo gì vậy? Tụi con có bất ngờ cho mẹ nè. Ừ. Vô đi. Okay, đi vô đây đi rồi biết. Vô đi. Vô đây mẹ. Vô đây đi mẹ. Vô đây đi. Đây 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 đây. Ngồi xuống đây nha. Rồi, phải ngồi rồi. Dạ. Đâu, bất ngờ gì đâu. À, bất ngờ đó là ba có món quà muốn tặng cho mẹ. Mà ba không đưa cho mẹ được. Ba phải không được cái ba mới đưa tụi con. Tụi con đưa tặng đi cho mẹ. Đó đó đó. Bất ngờ đó mẹ. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Bất ngờ không? Bất ngờ quá. Bất ngờ quá. Thiệt đó hả? Dạ có. Sao ba con không đưa tặng ba cho mẹ được? Dạ, cái này ba bất ngờ. Bất ngờ. Dạ. Thì ba bất ngờ ba làm sao? Anh đếp giúp em. Dạ, ba mắc gọi gì nè. Cho nên ba mới nhờ con tặng quà cho mẹ đó. Mắc cỡ thôi chứ. Không rồi. À, mẹ, cái này bất ngờ hơn nữa nè. Bất ngờ này được nhân đôi. Bất ngờ quá bất ngờ tặng quà xong xỉu. Xỉu. Mẹ xỉu từ mẹ xỉu không chứ. À, tí. À, chuẩn bị chưa?
xong đi kinh giam mẫu đầu. Mở ra đi mẹ. Mở ra nhanh đi. Mở ra đi mẹ. Ba con mua thứ này tặng mẹ thiệt đó hả? Nhìn mẹ là con biết là thích lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ mua trang điểm cho thật đẹp đi. Hồi ba về, ba hết hồn luôn, ba xỉu. Đúng rồi đó mẹ, trang điểm đi, trang điểm đi. Trang điểm đi mẹ. Để mẹ làm thử nha. Bữa nay mẹ con làm gì mà nó bữa khác cố kéo qua chơi nha cô. Chơi cái gì mà chơi, tránh ra. Hộp trang điểm của tôi. Cô nói cái hộp này là của cô hả? Của tôi đây nè. Cô ơi, trên cái hộp này đâu có tên của cô Út đâu. Sao phải của cô Út được? Cô nói cái gì vậy, tránh ra đi. Cái hộp này của anh Tế mua tặng cho tôi mà. Chị nói cái gì vậy? Anh hai tôi làm sao mà mua quà cho chị được? Anh còn chưa nhớ ra chị là ai, lấy đâu ra sự lãng mạn mà đi mua quà cho chị? Cái hộp này là của tôi. Trong cái hộp này có một cây son bóng và mấy cây son lì. Chưa hết, nó còn có cái kẹp cắt ngón tay nữa. Chị coi đi. Đúng không? Nếu như không phải của tôi, làm sao tôi biết được có những cái thứ gì ở trong này? Còn nữa, nếu như là đồ mới, tại sao những cái đồ này đã xài rồi? Và làm gì có cái kẹp cắt ngón tay nằm nằm trong cái hộp trang điểm như vậy? Nhưng mà tôi không có lấy của cô Út. Chị ấy, đúng là đồ dự án cướp vậy đó đấy mà. Cô Út, cô đừng có yêu anh như mẹ con. Cái này là của cô lấy, chứ phải mẹ con lấy. Mẹ không lấy, mẹ xúi hai đứa nhỏ lấy. Mẹ nào con đấy mà. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòng nhà. Uổng công anh ba tôi lặn lội từng ngõ đi tìm chị về đây để đoàn tụ gia đình với tôi, đoàn tụ gia đình với anh hai tôi. Vậy mà bây giờ chị đối xử với tôi vậy đó hả? Cô, em đi! Từ nay về sau đừng có bao giờ đổi cho đồ của tôi nữa! Cô! Cô mà! Xin lỗi mẹ! Xin lỗi rồi! Tụi con chỉ muốn làm cho mẹ vui thôi! Mẹ đừng có buồn, đừng có khóc nữa nha mẹ! Tại sao lại có loại người dám tự tiện lấy đồ của người khác xài như vậy chứ? Cái gì nữa đây? Hạnh à. Hạnh à. Cho chị xin lỗi. Thật sự chị không biết đây là đồ của em. Chị đi đi. Chị đi đi. Em chị đi giúp chị đi. Chị sẽ mua bộ khác đền cho em. Em cứ giận chị sao cũng được hết á. Em la chị đi. Nhưng mà chị xin em là đừng có giận hai đứa nhỏ. Tội nghiệp tụi nhỏ, nó không có biết gì đâu, nó nghịch ngợm thôi. Tụi nhỏ tất nhiên là vô tội rồi. Chỉ có chị á, là mẹ mà không biết dạy con. Đúng, chị sai rồi. Chị xin lỗi em mà, chị sẽ mua đền cho em. Tôi không cần chị xin lỗi. Tôi cũng không cần chị đền. Mà chị tưởng chị muốn đền là đền được hả? Chị có biết là cái bộ trang điểm này nó rất là đắt tiền hay không? Chị đi làm để dành từ từ chắc cũng đủ mà em. Đây là quà tặng bạn tôi mua ở nước ngoài về tặng cho tôi đó. Chị tôi có tiền là đòi được hay sao? Bây giờ tôi nói với chị, từ bây giờ chị đừng bao giờ đụng vô đồ của tôi nữa. Coi như tôi xui đi. Bây giờ chị hiểu chưa? Chị hiểu rồi mà. Hiểu rồi thì đi đi. 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 Đi giùm đi. Ngồi ngồi đi tiếp. Tí à. Anh biết em làm vậy để cho anh thấy là em giận anh. Mà cái chiêu đó là xài trên rừng nó xưa rồi. Về thành phố mình chơi chiêu mới đi nha. Như vậy là sai không? Ê, nè. Bây giờ em quay qua trách anh hả? Hồi nãy á, anh kêu lấy cái bộ nhỏ thôi. Em cũng chỉ anh lấy cái bộ bự.
hồi nãy anh bàn kế hoạch cho em nghe, em cực độ khí thế luôn, đã vậy còn dây dây nữa. Thì anh nghĩ là cái bộ trang điểm lấy mẹ sẽ thích, cho nên anh mới mượn đội của cô Út đưa mẹ đó. Anh còn nói nữa, em đã nói không ổn, anh cứ nhất quyết lấy đồ của cô Út. Biết rồi ông nội, đây, ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đi, bớt nóng đi ha. Nói cho nghe nè, tại anh thấy cô Út giàu thế mồ, có quá trời đồ trang điểm luôn. Anh nghĩ là lấy mớ, cô Út sẽ không nhớ, ai về, cô Út nhớ ra thế mồ. Anh biết là như vậy là sai mà. Biết rồi, mà bây giờ nghĩ lại tức bản thân mình quá. Bây giờ nãy lấy cây son thôi, rồi từ từ lấy từng món bảo đảm cũng không có biết. Anh còn nói nữa, anh là mẹ bị liên lụy á, anh có biết không? Biết rồi, mày cũng độc đãi với anh thôi, tự nhiên giờ ngồi trách anh. Bây giờ nè, con mình phải yên lặng, mình ngồi mình suy nghĩ làm cách nào cho mẹ vui. Tí, bây giờ muốn làm cho mẹ vui á, vô phòng của cô Út, lấy cái gì đó to hơn, cái gì đó quý hơn cái bộ trang điểm của cô Út. Hả? Giỡn thôi, làm gì căng vậy? Chị hai ngồi xuống ăn luôn đi. Để chị về, chờ anh kéo về để ăn sao cũng được. Thôi cô ngồi xuống ăn luôn đi, hơi xuống đâu mà chờ nó. Giờ này chỉ là nhậu nữa rồi đó. Về phải làm việc lại với thằng này mới được. Về cả tháng nay rồi mà vẫn như vậy là không được. Hai ba con qua cả sống trên rừng rồi đó ông nội. Ông nội ơi kệ đi, ngày nào mà ba con không muốn ngủ ông chịu không có nổi đâu. Nè, ông nội đã dạy con rồi, không được gọi ba bằng ổng kia mà. Dạ con xin lỗi ông nội, con sẽ sửa lại. Cha nào con nấy, mà tại sao mẹ cũng không biết dạy con? Em, mấy đứa nhỏ sống ở rừng lâu rồi, nó nói chuyện như vậy đâu có gì lạ. Đâu phải một sớm một chiều mà thay đổi được đâu. Em trách chị hai vậy là không có được. Đúng rồi đó cô. Lỗi là lỗi của con, cô đừng làm mẹ con nói nha. Thôi đi, cục hạch. Nói đầu ngay là thằng béo á, trước đây nó cũng là người đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Rồi khi đi lạc, chưa sống trong cái môi trường hoang dã, biết rồi nó đâm ra đổ đốn nhậu nhẹt. Được thằng tép ở như vậy nó không ảnh hưởng tính cách sao được. Thôi được rồi, tất cả đều phải lập lại trật tự như cũ mới được. À chị hai, em thấy như vậy, chị nói là chị mới đoàn tụ lại với gia đình, em nghĩ là chị nên nghỉ làm đi để mình có thời gian mà lo cho hai đứa nhỏ nữa. Chị thấy sao? Cái này là chị hai con á, là đã bàn với ba rồi, nó sẽ nghỉ việc đó. Dạ thưa ba, con đã điện thoại cho ông chủ nhà hàng, nhưng mà ông không cho con nghỉ được lúc này, tại vì chưa có người. Tình cảnh hiện giờ của con chắc là cha cũng hiểu. Anh Téo bị mất trí nhớ, ảnh xem con như người xa lạ, buộc con phải chấp nhận và cố gắng để giúp ảnh phục hồi lại trí nhớ. Tuy nhiên tình hình hiện nay nhà hàng đang mùa cao điểm, con không có thể nào nghỉ ngang được, bởi vì những người đó họ rất tốt với con, nhất là ông chủ rất là tốt bụng. Trong mấy năm qua, nếu như mà không có họ thì con không có một cái điểm tựa tinh thần nào để mà có thể duy trì với cái niềm hy vọng đi tìm về chồng con hết. Tất cả chỉ là ngụy biện. Nói như chị thì không lẽ những người đó quan trọng hơn anh Téo và hai cháu Tép Tí đây? Ý của chị là... Tôi hiểu anh. Tạm thời là bà tôn trọng quyền quyết định của con, nhưng con phải cố gắng sớm ổn định cuộc sống của Téo lại. Chứ không thể tiếp tục lông bông gì đâu, không làm lại cuộc đời luôn. Thôi ăn đi. Con thấy khó chịu trong người quá, con không ăn đâu. Cả nhà ăn không vậy? Con lên phòng đây. Ê, có mặt hai đứa nhỏ ở đây mà nó cư xử thôi con mới được. Hai đứa ăn đi con, ăn đi. Mà ông nội mà chúng ta còn ăn cơm. Anh Tép, hình như cô Út ghét mẹ. Sao em biết? Cô Út nói sao mà em biết cô Út ghét mẹ? Cô Út nói cha nào con nấy đã dạy, mẹ không biết dạy con. Cô còn nói gì nữa không? Con nói gì? Tất cả chỉ là nguy biện, chẳng lẽ mấy người đó quan trọng hơn anh Téo và cái cháu Tép Tí đây? Ừ,
Vậy cuối cùng cô có ghét mẹ không? Chắc có. Thôi đi ông ơi, nói cho đã giờ ta hỏi kêu chắc có. Chắc cái gì? Có 100% luôn á. Ừ, thế anh thấy á, thì chắc là do mình ăn cắp đồ của cô Út cho mẹ, cho nên cô mới ghét mẹ như vậy. Nhưng mà chỉ là lấy đồ thôi mà, có cần thiết phải ghét đến nỗi như vậy không? Tội nghiệp mẹ quá. Hey, cô Út á, canh lúc mẹ sơ hở, đấm chọt mẹ trước mặt của ông nội. Anh thấy vậy không được rồi. Nếu vậy, anh không được ăn nói hỗn hào với ba. Đúng vậy, anh nội sẽ la hai anh em mình, rồi lấy lưới mẹ đó. Anh biết rồi, anh sẽ sửa đổi. Mẹ kìa. Mẹ. 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 Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ủa. Mẹ. 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 Sao mẹ khóc? Tao có đâu con. Mẹ không khóc. Sao mắt mẹ đỏ quá vậy? Mà tại sao mẹ ngồi ở đây? Mẹ ngồi ở đây cho nó mát mà. Hai đứa học bài chưa mà giờ này ra đây? Tụi con xin lỗi mẹ, tại vì tụi con quậy nên cô Út mới giận mẹ. Mẹ, tại vì tụi con thấy mẹ buồn quá, muốn làm gì đó cho mẹ vui. Cái này là ý kiến của con, không phải của Tí đâu, mẹ đừng la em nha. Mẹ vui lắm. Nhận được quà của hai đứa con, mẹ vui lắm. Nhưng mà nghe mẹ dặn mà, tụi con không có được tự tiện lấy đồ của tụi khác, nhưng mà chưa có sự đồng ý của họ. Làm như vậy là xấu lắm, có biết không? Mẹ dễ thương như vậy mà con không hiểu mẹ. Con chắc chắn ba với cô Út sẽ hiểu mẹ thôi. Cái đó tại vì tụi con không có quà, tụi con mới lấy đồ của cô Út, chứ thiệt ra tụi con đâu có muốn đâu. Có một nụ hôn nồng cháy, hai nụ hôn nồng cháy, em ba, anh bốn luôn, ông ấy, anh sáu. Được rồi, nó hiểu mà. Hai con yêu quý của mẹ, mẹ thương tụi con nhiều lắm. Tụi con sẽ vượt qua tất cả những khó khăn hiện tại. Tụi con yên tâm, đừng có lo lắng gì nha. Cúp điện hay gì nào? Đáng đời. Tưởng là anh đi về rồi chứ sao anh còn ngồi đây? Về sao được về? Hồi nãy em nói với anh á, ở đây nhậu thoải mái, không? Bởi vì mình có tiền, mình phải biết hưởng thụ. Lâu lâu mới nhậu là nhậu nó đã luôn. Em quên. Thôi rồi, anh hai muốn nhậu thì hôm nay em chơi với anh hai tớ bánh luôn. Ha. Vô. Xả lán luôn ạ. Phá mồi. Anh hai hả?
anh ở trên rừng lâu như vậy, không biết là anh còn nhớ vũ trường là gì không? Vũ trường đó. Vũ trường là nơi bán quần áo. Có. Vũ trường là một cái nơi vui chơi vui nhất. Thôi. Vui hả? Vui. Anh là thích vui lắm. Nhưng mà ở trong đó nó có cho mà. Đúng rồi. Cái gì cũng có hết. Vui hơn nữa. Vũ vui hơn rượu bia nữa. Là quân sư hãy nhắc anh hai đó. Dạ, dạ. Dạ, dạ.